Qua các gì Thu Thủy quay lại, có thể thấy gia đình cô hiện đang rất đoàn kết, hòa thuận. Các member trong gia đình đều chiều chuộng nhau. Thu Thủy gần gũi cùng mẹ chồng. Thu Thủy còn dành nhiều lời khen ngợi tới bố chồng. Cô gọi bố chồng là ông nội siêu nhân vì lái xe suốt nhưng chưa biết mệt. Ông chở đi xuyên lục địa luôn, sướng quá. Được ông bà thương quá trời, Thu Thủy chia sẻ. Còn mẹ chồng Thu Thủy cũng luôn tươi cười, phấn khích cùng con dâu. Kinh Nguyễn nắm tay con trai cảm tình. Kinh Nguyễn bóp vai cho con trai. Kinh Nguyễn nhận hết nghĩa vụ trong con về mình, Thu Thủy chỉ đi theo quay clip. Ngay cả bên trên ô tô, con trai Thu Thủy cũng không ngồi cạnh mẹ mà ngồi trong lòng bố dượng. Tới lúc đi siêu thị, Kinh Nguyễn cũng dắt xe đẩy cho con trai. Anh bế con suốt từ sáng tới đêm khuya, từ lúc đi tới lúc về. Kinh Nguyễn chỉnh án cho con trai. Kinh Nguyễn luôn bên con trai. Khán giả cũng có thể thấy các hành động của Kinh Nguyễn dành cho con riêng khá ân cần, nhẹ nhàng, biểu hiện sự ôi lớn lớn như nắm tay, bóp vai, chỉnh cổ áo, xoa đầu, chỉ cách cắt bánh. Kinh Nguyễn giúp con trai cắt bánh. Kinh Nguyễn ôm con đến tận khuya, cho con ngủ.